Hello tất cả các anh em channel, chúc tất cả các anh em channel có được một ngày chủ nhật vui vẻ cùng với bạn bè, người thân và gia đình nha. Và tiếp tục cái CBL của ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mấy anh em like con rồng có tên là Mercury. Và con rồng Mercury nó như thế nào thì mấy anh em đây xem đây. Nói tóm lại thì đa số khoảng 95% anh em mà mình kết bạn trên YouTube đó đều biết con Mercury. Và những anh em chơi rồng cũng đều biết con Mercury, mà có lẽ là những anh em mới á, là không có biết nó và chưa có biết cách like nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chỉ với anh em nha. How to Red. Và cái ứng dụng này thì mình nói lại là mình để ở phần mô tả video của mình. Đấy, anh em cứ vào cái phần mô tả video mà bấm vào nó và cứ chọn rồng để like thôi nha. Mercury Mercury nè anh em. Đây nó là hệ hiếm R, gồm có hai nguyên tố đó chính là methane và water. Đây kim loại và nước nha. Và cái thời gian rig của nó là 12 giờ và hatching là 16 giờ 50. Còn khi mà chúng ta có VIP là 9:36 và hatching là 13:28. Và bắt đầu mình sẽ bấm vào Fastest Combination cho mấy anh em xem cách like nó đấy. Ủa mình bấm chưa ta? À bấm rồi anh em nha. Lâu quá à. Mỗi lần mà bấm vào đây nó lâu, hơi lâu anh em. Đây nó đã ra rồi nè. Và chắc ăn là nó sẽ bị che phức ở bên một bên rồng á anh em. Nó sẽ bị che phức một bên rồng. Bây mấy anh em thông cảm. Mấy anh em nhìn mấy cái nguyên tố với lại nguyên tố nó có chứa là được rồi. Sao lâu dữ ta? Đứng hoài luôn. Ok. Nó đã hiện hoàn toàn. Có những cái cách đơn giản là được con Mercury nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cách anh em ơi. 10 cách like ra nó. Dùng con Assassin like với con Boiling. Assassin có hai hệ voi với methane, like với con Boiling có lửa và nước đó. Rồi con Heliotrope like với con Lightfix. Rồi Knight like với Melon. Matt like với Mood. Minotaur like với Peacock. Mood là với Ripper, Rock Snake là với Submarine, Sad là với Sivan, Submarine là với UV, con UV rành đó, rồi con Summer là với con Venom nha anh em. Đấy là 10 cách, và mình để cho cái khúc này lâu một tí để mấy anh em có khi mà mấy anh em không có nhìn được cái con rồng bên đây, thì cứ nhìn theo cái nguyên tố mà nó chứa đó, hai nguyên tố đó anh em thấy chưa. Rồi ok, đây là 10 cách. Còn nếu mấy anh em mà muốn show on thì show on trên đây nè. Bấm vào cái chỗ show on nè anh em. Hiện tại giờ này nó bị đứng rồi, nó hơi bị lắc. Đấy, đây chính là show on nè. Thấy chưa? Show on thì nó có tới 100.000 cách luôn anh em coi nè. Ôi là trời, nhìn cái muốn xỉn nỉn luôn nè. Thấy chưa? Show on là điếm là khùng điên mà chợ luôn, để mình kéo nè. Trời ơi trời coi nè. Thấy chưa, đó là show on đó, là rất là khó khăn. Và nó tóm lại là mình like cái cách là Fastest Combination là sẽ ra mau. Rồi ok, hôm nay là mình sẽ chỉ cho mấy anh em like con này. Còn một tí nữa thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mấy anh em like con Alien và con Bronze. Con Alien thì mấy anh em biết rồi, con rồng Alien là con rồng giống như con Melon đó, mà nó màu xanh và có cái UFO ở trên đầu. Rồi con Ron là cái con rồng bóng tối đó, hệ bóng tối rồi kim loại dưới ánh sáng đó. Một hồi mình sẽ hướng dẫn mấy anh em nha. Đây con Ron là con này nè, một hồi mình sẽ làm tìm tiếp tục các clip nữa. Đây con Alien, đây chính là con Ron nè, mình sẽ làm clip về này con này. Và con Mercury là hôm nay là mình sẽ làm 3 clip hướng dẫn mấy anh em. Đấy, mấy anh em nào có rồi thì cứ coi xem, như cái clip này là không có cũng được, chủ yếu là mình làm cho những anh em nào mới thôi. Và đây chính là cái kênh của mình. Kênh của mình hiện tại đã được 1032 người subscribe rồi. Đâu, hơi lâu quá vậy.
Đây 1032 người subscribe rồi. Bởi vì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mấy anh em nữa. Ok. Mình sẽ bắt chấp mấy anh em, nếu mà anh em nào hủy subscribe thì đừng có nghĩ là hủy subscribe là mình sẽ buồn nha. Mấy anh em mà hủy subscribe là mình càng làm clip càng nhiều đó. Bởi vì mình chả sợ nữa đâu. Ok, bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo nha.